Trong thời gian vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc do nấm độc tự nhiên. Đây là loại ngộ độc có tỷ lệ tử vong cao và gây hậu quả nghiêm trọng và chỉ tính riêng trong tháng 5 vừa qua thì đã xảy ra 10 vụ ngộ độc nấm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cũng vừa đưa ra khuyến cáo để phòng tránh tình trạng này. Theo Cục An toàn thực phẩm tính từ đầu năm 2015 tới nay toàn quốc đã ghi nhận 12 vụ ngộ độc nấm làm 56 người mắc, 52 người nhập viện và 4 người tử vong, so với cùng kỳ năm 2014 thì các số liệu đều tăng trong đó tỉnh Con Tum là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 4 vụ, tiếp đến là một số địa phương miền Bắc khác như Lai Châu với 2 vụ, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, mỗi nơi xảy ra một vụ. Đây đều là những khu vực đồng bào dân tộc có tập quán thu hái và sử dụng nấm mọc tự nhiên để làm thực phẩm. Được biết Việt Nam có khoảng 50 tới 100 loài nấm độc khác nhau, trong đó có những loài có độc tố gây chết người như nấm độc tán trắng, nấm ô tán trắng phiến xanh và nấm độc trắng hình nón.